Đây, chào cả nhà, Thái Lý đây. Đã lâu lắm rồi thì mình mới làm video lại để cho các bạn xem. Tại vì là trong cái thời gian vừa qua mình gặp rất là nhiều những cái vấn đề về sức khỏe. Thứ nhất là mình bị sốt xuất huyết. Cái đợt nóng vừa rồi đó là cái mùa dịch của sốt xuất huyết luôn. Thì mình đã phải nằm viện rất là lâu, phải nằm viện đến hơn một tuần. Và ngay sau khi ra viện thì mình đã đi nhổ 4 cái răng khôn cùng một lúc luôn. Đâm ra là kể cả cho đến cái việc là mình đi dạy ở trung tâm hay là đi dẫn đội các thứ, mình đều gần như là mình có cái quãng nghỉ rất là lâu đó. Cho nên là cái thời gian làm video cho các bạn là hoàn toàn không có. Cho nên là rất xin lỗi mọi người vì thời gian vừa qua để các bạn chờ quá lâu. Rất là nhiều bạn hỏi mình tại sao anh không ra video nữa à, anh không làm YouTube nữa à. Thì câu trả lời mình đã có, và đây sẽ là video quay trở lại của mình. Ok, let's go. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể có được một cái tư thế ném. Theo mình nghĩ là nó ổn định và nó tạo ra được một cái hiệu ứng nhìn nó đẹp đó. Đấy, theo cái nhãn quan của mình là như thế. Thì sẽ có rất nhiều bạn có những cái ý kiến trái chiều, ví dụ như là anh ơi, ví dụ là chân nó nên đứng như này, ví dụ là cái tay nó nên để như này. Thì theo mình nghĩ, hoặc là như bạn đã xem của mình từ những cái video trước về cái vấn đề ném, mình luôn luôn quan điểm là không có một cái tư thế ném nào nó gọi là tư thế ném hoàn hảo cả. Mỗi người sẽ có một cái tư thế ném nó riêng của mình. Ví dụ như là cái bạn này, cái giải phẫu cơ thể, cái giải phẫu cơ thể là gì, là cái những cái khớp xương, các thứ khớp khớp này, xong rồi cái cơ của bạn ấy nó phát triển theo một cái cách nào đấy nó khác biệt người ta, thì cái tư thế ném bắt buộc nó phải như thế thì nó mới phù hợp với cả cái giải phẫu đấy chẳng hạn. Chứ không có 100% là người này giống hệt người kia cả, không có ai giống hệt người khác các bạn nhé. Đó, cho nên là về cơ bản là cái tư thế ném có thể là nó đúng với người này nhưng nó sẽ không bao giờ đúng 100% với người khác được. Rồi, cái đầu tiên là về cái tư thế chân, thì cái tư thế chân nó rất quan trọng. Tư thế chân ở đây là cái tư thế của hai cái bàn chân các bạn nhé. Hai bàn chân này thì nó rất là quan trọng luôn. Theo mình nghĩ và mình dạy rất là lâu rồi thì cái tư thế chân chuẩn nhất đấy là hai cái bàn chân các bạn, nó luôn luôn phải song song với nhau, tức là hai cái mũi chân nó luôn luôn chuyển về hướng về một phía, không bao giờ nó để hai cái bàn chân mà chữ V như này cả, hoặc là trụ mà như này cả. Thỉnh thoảng có người hơi trụ như này thì mình nghĩ nó hợp lý, nhưng mà để mà cái chân để chữ V như này thì nó rất là bất hợp lý. Tại vì làm sao? Thì bạn để ý là nếu mà hai cái mũi chân các bạn nó hướng ra thế nào ấy, thì khi các bạn trùng cái đầu gối xuống thì ngay lập tức hai cái đầu gối các bạn nó sẽ chĩa thẳng về cái hướng của cái mũi chân đấy. Có nghĩa là khi các bạn mà để cái chân chữ V này thì nếu mà các bạn trùng gối xuống, các bạn sẽ gần như là bành cái háng của mình ra. Thứ nhất là nó sẽ tạo cho người khác một cái hiệu ứng hình ảnh nó không được đẹp mắt cho lắm. Tại vì các bạn nhìn cái ông nào mà trùng gối xuống ném mà hai cái háng, cái đầu gối nó bành ra thì rõ ràng các bạn thấy nó không đẹp một tí nào, đúng không? Ok, tiếp theo là về cái việc chụm hai cái mũi giày về phía của nhau như này cũng thế. Thì có một số cái trường hợp như sau. Thường thì cái ông nào mà bị chân vòng kiềng, ví dụ như mình là chân vòng kiềng, không phải chân thẳng, thì khi mà các bạn trùng gối, khi các bạn để hai cái bàn chân nó song song như này, khi mà các bạn trùng gối nó vẫn sẽ đưa ra một cái hiệu ứng là hai cái gối của bạn nó hơi đẩy ở phía ngoài một chút. Đâm ra là lời khuyên của mình, nếu như bạn nào là cái người mà chân thẳng thì các bạn hoàn toàn 100% thì điều mình là nên để hai cái chân nó song song như là hai bàn chân song song này. Còn nếu như mà các bạn là người chân hơi bị vòng kiềng một chút thì lời khuyên của mình là để hai cái bàn chân của mình nó hơi hướng vào phía trong một chút thôi nhá, đừng có để quá như này, này là rất là quá đà rồi này. Đấy, chỉ một chút thôi. Thì khi các bạn trùng gối xuống nó sẽ cho cái hiệu ứng là hai cái đầu gối các bạn nó sẽ được trùng thẳng xuống, là nó sẽ cho một cái hiệu ứng tầm nhìn rất là đẹp. Ok, tiếp theo vị trí đặt chân. Thì khi mà mình đi dạy về cái động tác ném cơ bản cho các bạn bé, các bạn học sinh ấy, thì mình thường sẽ dạy là các bạn nên đặt cái chân thuận của mình nó cao hơn cái chân không thuận một chút như này, nửa bàn chân đó, và khoảng cách của hai chân nó sẽ là khoảng ngang vai. Ok, thì đây là cách mà mình dạy các bạn khi mà mới tập chơi. Tuy nhiên là theo cái kinh nghiệm quan sát của mình và cái thời gian chơi bóng của mình rất là lâu đấy, thì mình khuyên là các bạn nên để cho hai cái bàn chân của mình nó ngang với nhau luôn, ngang vai luôn. Và cái tiếp theo là hai cái mũi giày của mình nó sẽ không hướng thẳng về phía cái rổ, mà nó sẽ hơi nghiêng lệch sang bên cái tay không thuận của các bạn. Các bạn ném bằng tay phải, ví dụ các bạn ném bằng tay phải, thì hai bàn chân các bạn nó nghiêng sang phía bên trái khoảng 10 độ như này, thì nó sẽ tạo ra một cái góc ném rất là thuận tiện cho cái tay ném các bạn. Ví dụ các bạn để ý như này nhá, nếu như mà hai chân các bạn mà đứng thẳng với cả rổ thì khi các bạn đưa quả bóng lên, các bạn đều muốn là cái cẳng tay của mình nó phải vuông góc với mặt đất, đúng không? Để
đấy là cái điều mà các bạn luôn luôn được mọi người nhắc, bàn tay vuông góc mặt đất. Tuy nhiên nếu mà hai bàn chân các bạn hướng thẳng người rủ, đồng nghĩa với việc là nếu các bạn muốn đưa cái tay này thẳng ra thì cái người các bạn nó phải đứng thẳng tắp này, có nghĩa là các bạn phải ép cái vai của mình nó vào, nó sát ngực rất là nhiều đó, nó tạo ra một cái gì đấy theo bản thân của mình thấy thì nó rất là khó chịu cho cái vai của mình, phải ép vào. Đâm ra là khi mà mình quay hơi, quay người sang một bên một chút ấy, ví dụ các bạn quay này, thì cái việc đưa vai các bạn rộng ra một chút này, nó sẽ không ép cái cơ vai phía trước này của bạn vào, và nó làm cho cái tay các bạn nó thoải mái hơn rất nhiều ở cái tư thế thẳng tay thẳng này. Đấy là cái mà mình khuyên các bạn, là hai bàn chân nên để song song với nhau, và mình hơi hướng cái mũi giày đấy về phía bên tay không thuận của mình khoảng 10 độ. Đấy là cách để chân. Cái tiếp theo sẽ là cách để các bạn cầm quả bóng làm sao cho hợp lý. Thì khi các bạn cầm bóng, quan trọng nhất là cái tay ném của các bạn nó phải cầm được quả bóng rất là chắc, nó không được lỏng lẻo trên tay. Ví dụ như mình cầm quả bóng như này, nếu mà các bạn ném ấy, mà quả bóng nó cứ bập bênh ở trên cái tay ném các bạn này, biết rõ là có cái tay còn lại để các bạn đỡ bóng nhé. Nhưng mà nếu cái tay ném của các bạn mà nó cầm quả bóng không chắc, thì đến cái đoạn mà các bạn đẩy quả bóng ra, lúc các bạn đẩy quả bóng ra rõ ràng cái tay này các bạn, cái tay đỡ bóng này các bạn nó phải thả ra một chút đúng không? Thì lúc các bạn đẩy ngay cái nhịp đấy, nếu cái tay này mà nó không đỡ bóng chắc thì quả bóng nó sẽ có cái hướng là nó lệch lạc sang hai bên tay các bạn, và cái động tác vẩy các bạn lúc đấy nó sẽ không thẳng được nữa. Thì cái cách cầm bóng là cái tay các bạn nhớ cho mình này, đấy là đừng cầm bóng như thế này, tay các bạn đừng cầm bóng này, tay ném, mà cái tay ném các bạn nó phải cầm như thế này, nó xòe, nó ôm hết vào quả bóng, cố gắng. Và cái lúc mình cầm bóng để chuẩn bị ném, luôn luôn nhớ cho mình là cổ tay các bạn phải ngửa ra như thế này. Có rất là nhiều bạn mình thấy là khi các bạn cầm quả bóng là cái cổ tay các bạn nó duỗi thẳng lên như này, hoặc thậm chí là hơi úp xuống một chút đó. Đồng nghĩa với cái việc là khi các bạn đưa lên ném, các bạn sẽ phải bửa cổ tay ra một lần nữa, rồi sau đó các bạn lại tiếp tục các bạn gập, nghĩa là mình sẽ mất thêm 1-2 nhịp gì đấy để các bạn chuẩn bị cái tay của mình vào tư thế ném, nó mất thời gian rất là nhiều. Ok, thì đấy là cách cầm bóng ở cái tay ném. Tiếp theo là ở cái tay đỡ bóng, mình hay gọi cái tay đấy nó gọi là tay điều bóng. Điều bóng có nghĩa là sao? Thì theo mình ấy, cái tay điều bóng này nó là cái tay mà giúp cho các bạn ném nó thẳng. Khi các bạn đưa quả bóng lên thì rõ ràng là mình sẽ đưa qua một cái điểm căn ở mắt, và mắt mình sẽ có một cái điểm mà các bạn thường xuyên phải đưa qua. Lúc hôm nay các bạn ném, các bạn đưa qua mắt phải, nếu hôm sau bạn lại đưa ra mắt trái, hôm sau các bạn lại đưa ra giữa đầu, thì rõ ràng nó sẽ không có sự đồng nhất. Các bạn cần phải cho mình một cái điểm căn ở đấy, ví dụ là mắt phải hả? Thì cái tay điều bóng này nó sẽ giúp cho các bạn cái điều đấy. Các bạn chỉ cần căn làm sao mà khi mà đưa quả bóng lên, cái tay điều bóng này nó đi qua một cái điểm nào đấy, các bạn nhìn quen nó, ví dụ ở đây tay điều bóng của mình thường xuyên đi qua mắt bên trái của mình, mình biết là nếu đưa qua mắt bên trái được thì khi ném lên quả bóng của mình nó sẽ đi theo đường thẳng. Nhớ cho mình đấy là cái tay điều bóng này nó rất quan trọng. Và cuối cùng là khi các bạn cầm quả bóng bằng cả hai tay thì nhớ là cầm nó thật chặt lên, chắc lên, đừng có cầm quả bóng lỏng lẻo, nhớ một điều là như thế. Ok, sau khi đã biết cách đứng và sau khi đã biết cách cầm bóng rồi thì các bạn cần phải biết đến cái tiếp theo, đó là tư thế chuẩn bị ném. Tư thế chuẩn bị ném nó rất quan trọng các bạn ơi. Nhiều bạn mình thấy là các bạn hoàn toàn chỉ tập ném nhưng mà các bạn không hề tập một chút nào ở cái tư thế chuẩn bị ném cả. Các bạn nên nhớ là khi mà mình lấy lực ấy để các bạn ném thì cái tư thế xuất phát các bạn nó ổn định bao nhiêu thì lúc các bạn nhảy lên các bạn ném, các bạn sẽ nắm được cái lực của mình nó rõ và nó ổn định bấy nhiêu, chứ không phải là các bạn cứ tùy tiện mà các bạn cầm quả bóng các bạn đưa lên các bạn ném, như thế là các bạn hầu như là các bạn gọi là các bạn vứt quả bóng đi thôi, chứ các bạn chưa điều khiển được cái lực ném, với cả các bạn đo được cái lực ném của mình nó như nào đó. Thì làm thế nào để đo? Đấy là trước mỗi cái nhịp ném các bạn 100% phải đưa được cơ thể của mình vào được tư thế ném. Như bạn xem là những cái cầu thủ NBA, ví dụ Curry các thứ, Kyrie, bất cứ cái động tác nào của người ta, ví dụ là đảo bóng xong behind the back các thứ, between, hoặc thậm chí cơ bản là một cái đường nhận bóng catch and shoot, thì người ta luôn luôn đưa cái cơ thể người ta vào tư thế chuẩn bị ném nó cực kỳ chuẩn chỉ. Đấy là người ta đứng như thế nào, quả bóng nó sẽ xuất phát ở đâu, đấy sẽ là cái tư thế ném chuẩn chỉ mà người ta không bao giờ người ta làm lệch cả. Tại vì sao? Người ta tập nó rất là nhiều. Cái tư thế chuẩn bị ném theo mình đánh giá nó quan trọng còn hơn cả tư thế khi mà các bạn đã đưa quả bóng lên ném. Tại vì khi các bạn đã có một cái tư thế chuẩn bị nó ổn định rồi thì cái việc đưa quả bóng lên ném nó rất là cơ bản, nó chỉ cần thuận cái tay mình là mình đưa lên, và cái tỷ lệ các bạn ném thẳng và chuẩn lực nó cao hơn rất nhiều so với cái việc là các bạn cứ cầm quả bóng xong các bạn đưa thẳng lên một cách bậy bạ bừa bãi. Thì làm thế nào để có cái tư thế chuẩn bị ném cho nó hợp lý? Thì ở đây các bạn tuân theo quy tắc, đấy là quy tắc đứng theo hình zigzag. Zigzag như nào? Đầu tiên các bạn phải giữ cho cái lưng
của các bạn thẳng. Đó sẽ là cái đường gạch đầu tiên. Tiếp theo đó sẽ là từ mông cho đến đầu gối. Đó sẽ là đường gạch zig zag thứ hai. Tiếp theo là từ đầu gối cho đến cổ chân. Đó là đường gạch tiếp theo. Và cái cuối cùng đó là từ cổ chân cho đến mũi giày. Ok, giải thích thì rất là dài dòng về cái vấn đề cơ nó như nào, hoạt động như nào. Tuy nhiên là các bạn chỉ cần nhớ cho mình một điều, đấy là cái lực xuất phát mạnh nhất ở trên cơ thể mình, đấy là lực của cơ mông và cơ đùi. Tiếp theo đấy là cái nhóm core, nghĩa là cái nhóm bụng này, xong cơ liên sườn lên dưới, cái nhóm cơ trung tâm ấy, thì nó tạo ra cái lực rất là nhiều, nó tạo lực mạnh hơn rất nhiều so với cái lực tay của các bạn. Cho nên các bạn cần phải bỏ ngay cái quan điểm là để mà ném khỏe thì các bạn cần tập tay tập vai nhiều. Đấy là một cái quan điểm theo mình đánh giá là nó rất sai và nó rất là kiểu non nớt, nó chỉ nghĩ ném là tay đẩy, thì đấy là một cái quan điểm cực sai luôn. Các bạn muốn ném mạnh, các bạn cần phải tập rất nhiều về cái chân, cái hông và cái cơ trung tâm của mình, là cơ core ấy. Đó. Thì khi mà các bạn đã có những cái nhóm cơ này nó mạnh, nó ổn định tốt rồi, thì khi các bạn phối hợp lực của những cái nhóm cơ này lại với nhau, các bạn cảm thấy là các bạn bung lực ra với quả bóng nó rất nhẹ luôn. Các bạn thậm chí các bạn cảm thấy tay các bạn chả phải làm gì, nó cứ vẩy nhẹ một cái tự dưng quả bóng nó bay rất là xa. Đó. Thì đấy là cái bí quyết để các bạn ném mạnh, chứ không phải là bí quyết ném mạnh ở đây là các bạn tập tạ tay, đúng không? Các bạn đẩy xuống đẩy. Thực ra nó cũng có tác dụng, nhưng mà để mà tác dụng nhất ấy, thì nó vẫn phải là cái sự phối hợp lực. Nhớ cho mình ở cái tư thế đứng, các bạn cần phải đưa cơ thể mình vào cái tư thế zig zag. Ok, và tiếp theo là cái tư thế chuẩn bị ném ở tay. Vừa xong là cơ thể đúng không? Bây giờ là đến cái tay cầm bóng này. Thì các bạn nhớ cho mình là mình sẽ luôn luôn phải xuất phát quả bóng nó ở thấp hơn hoặc là ngang so với ngực của các bạn. Khi các bạn đưa quả bóng xuống thấp như thế thì coi như là các bạn có cái đà, các bạn đấm bốc cái gì đúng không? Các bạn cũng thấy là người ta nếu mà có cái đà, các bạn người ta đấm nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cái lần người ta để nguyên tay này xong người ta đấm ra, thì cái lực nó sẽ yếu đi rất nhiều. Thì đây ném quả bóng cũng thế. Nếu các bạn muốn ném mạnh thì các bạn nhớ là các bạn phải đưa kéo quả bóng xuống như kiểu các bạn kéo cái chun cho nó lấy đà, cho nó căng ra, xong các bạn bắn phát là cái chun nó bắn đi xa ấy. Thì các bạn đưa quả bóng càng thấp thì cái lực các bạn tạo ra nó sẽ càng nhiều. Tuy nhiên các bạn phải nhớ một điều, cái quả bóng mà các bạn đưa xuống càng thấp ấy, cái thời gian quả bóng nó đi lên nó sẽ càng lâu. Thì điểm mạnh của nó là lực các bạn sẽ tốt, tuy nhiên là điểm yếu là cái thời gian để các bạn tung ra cú ném nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Mà ném mất nhiều thời gian có nghĩa là ném chậm. Ném chậm thì các bạn sẽ rất dễ bị phòng thủ. Cho nên các bạn cần phải ước lượng được cái tư thế ném của mình ở cái khoảng cách nào cho nó phù hợp. Như của mình là mình để quả bóng ở ngang với bụng thì mình cảm thấy đưa lên nó khá là phù hợp với cả cái thể hình các thứ của mình. Trong trận đấu nó vẫn phát huy được tác dụng, thì mình đến bây giờ mình vẫn giữ cái cách để bóng đó. Còn nếu như mà các bạn thấy để bóng ở bụng mà nó mất nhiều thời gian để nó đưa lên ném quá, thì bạn có thể là đưa cao lên một chút, xuất phát quả bóng ở ngang với ngực của mình. Hoặc thậm chí nếu các bạn thấy nó vẫn chậm quá thì có thể ngang với mặt của mình được đó. Tuy nhiên là đừng xuất phát quả bóng nó cao quá. Ví dụ như các bạn cầm quả bóng quá xuất phát ở đây thì gần như là các bạn không có lực nữa. Giống như kiểu cái chun ấy, các bạn căng ra. Bây giờ các bạn không căng, các bạn cứ để nguyên này, xong các bạn thả ra, gần như là nó không hỗ trợ một tí lực nào để nó bắn đi cả. Nó sẽ phải dùng nhiều cái lực khác để nó bắn đi. Ví dụ như ở đây thì các bạn chỉ có thể 100% dùng cái bắp tay với cả cái vai các bạn, một tí cái vai để các bạn đẩy lên thôi. Rồi tiếp theo là về cách ném của tay. Thì sau khi các bạn đã cầm được quả bóng rồi, các bạn đã đưa quả bóng về cái vị trí xuất phát của nó rồi, thì các bạn cần phải nhớ cho mình là các bạn sẽ có 3 cái vị trí mà các bạn cần phải chú ý để làm sao cho quả bóng của mình nó đi lên, nó luôn luôn thẳng. Cái vị trí thứ nhất đó là vị trí xuất phát bóng. Thì vị trí xuất phát bóng như vừa sau Nghĩa nói rồi, các bạn cần phải biết là các bạn xuất phát quả bóng ở đâu, nó nằm trong cái tư thế chuẩn bị ném của các bạn ấy. Thì cái vị trí xuất phát này các bạn cần phải rất rõ ràng về nó. Ví dụ như bản thân mình thì mình xuất phát quả bóng nó sẽ nằm ở ngay bên cạnh bên phải của cái rốn của mình nhớ là như thế đấy. Cho nên khi đưa quả bóng xuống là mình luôn luôn để quả bóng xuất phát ở bên phải rốn của mình. Đấy là điểm xuất phát bóng của mình. Các bạn có thể hoàn toàn thay đổi cái điểm xuất phát này, có thể là ở giữa ngực các bạn, có thể là ở bên ngực bên phải, có thể là ở giữa bụng chẳng hạn. Như đấy là cái vị trí tùy các bạn. Tiếp theo đó là điểm căn. Vừa xong là điểm xuất phát rồi, bây giờ đến điểm căn. Điểm căn thường nó sẽ nằm ở ngay khu vực mặt của các bạn. Mặt ở đây là khu vực mắt với cả trán của các bạn ơi. Thì các bạn phải nhớ này, cái điểm xuất phát bóng và cái điểm căn này nó có liên hệ rất là mật thiết với nhau. Đó là nếu chẳng hạn, ví dụ bản thân mình là cái thằng ném tay phải, nếu mà mình xuất phát quả bóng ở bên phải cơ thể mình, ở bên cạnh rốn phải đúng không, thì khi các bạn đưa lên, các bạn không thể nào mà các bạn đưa chéo quả bóng sang phía bên mắt trái của mình được như này. Tại vì rõ ràng khi từ bên phải người các bạn mà các bạn đưa chéo sang bên trái, thì lúc các bạn ném lên để mà nó thẳng thì các bạn sẽ phải tiếp tục đẩy quả bóng chéo sang bên này một chút. Tại vì nếu các bạn tiếp tục theo cái đà ném này, chắc chắn quả bóng nó sẽ lệch sang một bên, nó sẽ lệch sang bên tay trái của mình luôn.
Đó. Thì khi mà mình đưa từ cái vị trí xuất phát lên cái vị trí ném ấy, thì các bạn nhớ là mình phải đưa làm sao cho nó đi theo một cái đường thẳng, nó gọi là cái gì, cái trục vô hình thẳng vuông góc so với mặt đất thì nó mới thẳng cái đường bóng được. Thì nếu các bạn cứ đi chưa chéo ra như này thì rõ ràng là quả bóng nó không bao giờ thẳng được. Nếu các bạn đưa chéo này mà các bạn muốn ném thẳng được thì mình nghĩ là lúc đấy các bạn chỉ có thể dựa vào cái lực vẩy của tay các bạn để làm sao cho nó thẳng thôi. Còn cái việc đưa bóng lên đây gần như là mình nghĩ là nó khá là vô nghĩa, nó chả có tác dụng gì cả. Thì nhớ cho mình, khi các bạn đưa bóng lên các bạn cần phải xem về những cái điểm căng của mình. Dụ điểm căng của mình là ở mắt bên phải, có nghĩa là khi mình đưa quả bóng lên bóng luôn luôn mắt bên phải. Nếu các bạn đưa bóng lên mắt bên phải, các bạn ném ra mà các bạn thấy nó hơi lệch phải chẳng hạn, thì bạn lần sau các bạn hãy đưa lên giữa trán chẳng hạn, các bạn ném nhiều lần như thế, các bạn xem cái vị trí nào ở trên mặt của mình là mình đưa qua vị trí nào, đưa bóng vị trí nào mà nó lúc mình ném ra cảm thấy quả bóng nó đi thẳng, thì đấy là cái điểm căng tốt của các bạn. Và các bạn nhớ là duy trì và tập luyện với cái điểm căng đó. Sau khi đã có điểm xuất phát bóng, điểm căng bóng, thì cuối cùng mình sẽ có cái điểm gọi là điểm đẩy. Thì cái điểm đẩy này nó khá là đơn giản, thực sự là như thế. Nếu mà các bạn đã có điểm căng và điểm xuất phát nó chuẩn rồi thì sau khi đưa lên qua hai đường đấy, các bạn chỉ việc đẩy thẳng cái tay là tự động quả bóng nó sẽ đi thẳng về phía rổ. Các bạn không cần phải làm gì nữa, các bạn cứ đưa thẳng lên và vẩy cổ tay một cách thoải mái nhất có thể, quả bóng nó sẽ cứ thế nó đi thẳng về rổ và từ đó trở đi là điểm nó cứ ào ào đến với các bạn thôi. Các bạn không cần phải làm một cái gì nhiều nữa. Tuy nhiên là các bạn phải nhớ đấy là sau khi mà các bạn đưa từ điểm xuất phát qua điểm căng rồi, các bạn phải đẩy cái tay của mình lên một cách thoải mái nhất có thể, một cách tự nhiên. Chứ nếu mà các bạn đưa lên xong các bạn lại cố tình các bạn đẩy sang một bên thì rõ ràng cái đấy nó khá là, nó biến hai cái điểm trước đấy của bạn trở thành hai cái điểm khá là vô nghĩa. Các bạn đừng có tập cái đấy nữa. Ok, khá là dài dòng rồi anh em nhỉ. À, vẫn còn cái cuối mà mình rất là muốn truyền tải cho mọi người, đấy là về cái cách phối hợp lực. Thì rất là nhiều bạn khi mà mình nhắc đến cái khái niệm này thì các bạn hỏi phối hợp lực nó là như nào, phối hợp lực là cách làm như nào. Thì cái phối hợp lực này nó đơn giản lắm. Các bạn cứ nghĩ là cái việc các bạn đi lại trên đường nó cũng là phối hợp lực để nó tạo ra cái động tác đi các bạn. Các bạn cầm cái bút lên nó cũng là phối hợp lực của các ngón tay với nhau, cẳng tay, gọn vai các thứ. Nói chung phối hợp lực ấy, nó là cái cách các bạn kết hợp lực của nhiều nhóm cơ lại với nhau để tạo ra một cái động tác nào đấy thì nó gọi là phối hợp lực. Tuy nhiên là cái khó ở trong động tác ném, cái khó của cái việc phối hợp để các bạn phối hợp lực để các bạn ném là các bạn phải lặp lại nó một cách rất là chuẩn chỉ. Có nghĩa là ví dụ các bạn ném phạt, các bạn muốn ném vào thì lần một với lần hai mà đều muốn ném vào thì hai cái lần đấy cái cách phối hợp lực các bạn gần như là nó phải giống y hệt nhau thì các bạn mới tạo ra được một cái lực ném mà nó tương đương với nhau để quả bóng nó đi vào. Mình nói là tương đương thôi, tại sao? Tại vì có thể quả bóng đập chỗ này đập chỗ kia nó lăn vào cũng được, hoặc quả bóng nó sọt thẳng vào rổ cũng được. Bóng rổ là như thế, nó không cần phải 100%. Tuy nhiên mình nhấn mạnh lại là cái phối hợp lực ở động tác ném thì gần như là mọi lần nó phải tương đương với nhau, chứ nếu mà nó khác biệt nhau quá thì sẽ có lúc các bạn thấy là ném tự dưng lần này ném vào tự dưng lần khác thì nó rồng ném vào rổ, lần khác thì nó ego chẳng hạn như thế. Thì đấy là phối hợp lực các bạn mới chưa ổn định. Ok, thì cách phối hợp lực các bạn cần phải tập từ dễ cho đến khó, từ cái cơ bản cho đến cái khó. Thì ở đây mình có cái cách tập như sau, đấy là các bạn đưa quả bóng từ điểm xuất phát lên điểm căng, và trong cái lúc các bạn làm cái việc đấy thì các bạn bắt đầu từ tư thế chuẩn bị ném, các bạn bắt đầu đứng thẳng và nhú cao lên hết cỡ có thể, sau đó các bạn lại tiếp tục quay trở lại cái điểm xuất phát ban đầu, có nghĩa là cái vị trí mà các bạn chuẩn bị tư thế ném ấy. Đó, các bạn cứ lặp đi lặp lại cái này nhiều lần, và nhớ cho mình là các bạn cần tránh những cái sau này. Cái thứ nhất đó là các bạn để cho cơ thể của mình nó bị đổ ngang, đổ dọc, đổ về phía trước, đổ về phía sau. Cái đấy nó là cái việc khiến cho các bạn mất thăng bằng khi ném, thì mình không muốn cái đấy tí nào. Tiếp theo là các bạn hoàn toàn phải giữ được cho tư thế đứng của mình nó chuẩn, nghĩa là lưng các bạn phải thẳng, mông để đằng sau các kiểu như cái video mình đang làm đây. Và khi các bạn thực hiện cái việc này nhiều lần rồi, lúc các bạn vào cái động tác ném nó sẽ quen và nó đưa các bạn ngay lập tức vào cái động tác ném nó chuẩn chỉ, và cái phối hợp lực các bạn nó sẽ ổn định, nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy là về cái việc mà mình làm ổn định cái tư thế ném và phối hợp lực. Thì cuối cùng là để cho cái động tác ném của mình nó đạt được cái hiệu suất cao nhất, chắc chắn là các bạn không bao giờ được quên cái này, đấy chính là tập luyện. Thế đây mình có một số bài tập mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn để các bạn có thể tập luyện, và nhớ tập càng nhiều thì cái hiệu suất ném các bạn nó sẽ càng tăng lên. Không ai mà có thể tập lý thuyết mà lại có thể áp dụng được
vào trong trận đấu được đâu. Thì ở đây mình sử dụng một cái dụng cụ hỗ trợ tập luyện rất cơ bản, đấy là một cái chai nước uống thừa của một người nào đấy vứt rác bừa bãi ra sân bóng rổ. Các bạn có thể dùng những cái khác, ví dụ như là dùng một cái dép chẳng hạn, dùng một cái lá cây chẳng hạn, cái gì đấy, bất cứ cái gì các bạn đặt ra để tạo một cái mốc ném cho mình. Thì cái vị trí ném đầu tiên mình muốn các bạn làm đó chính là 90 độ so với bằng rổ. Cái mốc ném đầu tiên các bạn luôn luôn các bạn nhớ cho mình là để ở cái vị trí thật là gần so với rổ. Tại vì khi mà các bạn tập luyện, các bạn muốn là mình ổn định được cái động tác ném của mình đầu tiên, thì các bạn không muốn là mình ném phát vào từ xa, nó cứ đứng một phát ném từ xa vào, ném từ xa vào. Đấy là cái sai lầm mà mình thấy rất là nhiều ông khi mà khởi động làm, vừa vào phát chưa khởi động, khởi biết gì cả, ném động tác rõ là xấu, nhưng là sau đấy lại cứ toàn ra ném ba đấy, cứ thế rất bừa luôn. Thì mình nghĩ là nó sẽ không hiệu quả, và trong trận đấu mình nghĩ có ném vào chắc ném đùa thôi. Đấy, nhớ tập luyện này, đầu tiên xuất phát từ vị trí gần cái đã. Sau khi các bạn ném được khoảng 30 quả ở cái vị trí này, nhớ là khi các bạn ném, các bạn hoàn toàn giữ được cái tư thế ném của mình từ tư thế xuất phát cho đến tư thế kết thúc, là các bạn phải giữ nó một cách ổn định hoàn toàn. Đừng có thấy ném trượt một vài quả bắt đầu thay đổi nó, đừng làm thế. Nhớ là tin tưởng vào cái động tác ném của mình và cứ ném. Khi các bạn đã ném ổn định rồi, các bạn sẽ cảm thấy thoải mái với nó. Và khi các bạn đã cảm thấy thoải mái nó rồi, thì bắt đầu mình sử dụng cái chai, cái chiếc gì đấy, bạn kéo lùi đằng sau để tạo một cái mốc ném xa hơn một chút. Nhớ cho mình là chỉ một chút thôi nhá, đừng có một phát cách vài mét luôn, thì các bạn sẽ ngay lập tức các bạn cảm thấy khó chịu với động tác ném mình, bắt đầu nó sẽ gượng luôn. Nhớ chỉ đẩy lùi lại một chút thôi. Cứ thế các bạn ném dần dần dần. Khi đã cảm thấy thoải mái với cái vị trí này rồi, thì các bạn sẽ bắt đầu lùi lại xa hơn cho đến cái vị trí 3 điểm. Và mình nghĩ là nếu mà các bạn chăm chỉ tập thì chỉ cần 1 đến 2 buổi thôi là các bạn hoàn toàn có thể ra ném ngay ở ngoài vạch 3 điểm với cái tư thế chuẩn chỉ, tức là nó giữ đúng form. Đó, thì chăm chỉ ở đây mình nghĩ là nó cũng phải tầm 2 cho đến 3 tiếng một buổi, đấy gọi là chăm chỉ. Chứ nếu các bạn tập tầm 30 phút là các bạn bảo ủa ôi ngày nào lại tập em không ném được anh ạ. Các bạn bắt đầu gửi cho mình những cái câu hỏi: anh ơi, em ném ngày nào em tập ném, em ném bao nhiêu lâu, em ném 15 phút. Đấy không phải chăm chỉ, đấy là kiểu hấp tấp ấy, vội vàng muốn đạt ngay một cái thành tích gì đấy, mà các bạn chỉ dành cho nó quá ít thời gian như thế. Thì mình hỏi các bạn làm sao mà các bạn có thể đạt được cái chất lượng kết quả tốt cho được. Nhớ mình là nếu mà các bạn muốn cái kết quả nó đẹp đẽ tốt, thì các bạn phải dành rất rất nhiều thời gian cho nó, đầu tư công sức cho nó. Và ở cái môn thể thao này, không chỉ công sức, nó là mồ hôi, và nó là cái sự bực mình mỗi khi các bạn ném trượt, nó là cái sự kiên nhẫn mỗi lần các bạn ném trượt, nó là cái sự tin tưởng một cách cực kỳ khó khăn mỗi lần các bạn ném trượt. Các bạn sẽ nghĩ là không biết là cái quả ném này, cái động tác ném này nó có đúng hay không, mà ném mãi nó cứ trượt. Các bạn cần phải tin vào bản thân mình, cần phải tin vào cái quá trình tập luyện, thì lúc đấy các bạn mới có được cái kết quả tốt nhất mà các bạn sẽ cảm thấy là hài lòng với nó. Đó. Ok, vừa xong là cái video mình hướng dẫn cho các bạn cái động tác ném rổ cơ bản, thì mình thấy là nó cũng trôi khá nhiều thời gian. Mình không biết là mình edit sẽ rút ngắn lại còn bao nhiêu, nhưng mà nhìn ở trên máy quay này thì mình đã nói đến tận 40 phút rồi, rất là lâu. Thì mình mong là cái video này sẽ hướng dẫn được cho các bạn, nó sẽ giúp cho các bạn làm sao có được cái tư thế ném nó ổn định, nó tốt nhất và nó có hiệu quả. Và mong là các bạn sẽ cảm thấy vui khi mà video này có thể một phần nào đấy giúp ích cho các bạn, giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn khi các bạn mới tập chơi, hay là các bạn đã chơi lâu rồi cùng nhau nhá. Nếu các bạn thấy video là hay và có ích thì hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình. Nhớ chia sẻ video này cho bạn bè, đồng đội các bạn để họ có thêm nhiều kiến thức về động tác ném. Bất cứ câu hỏi nào các bạn muốn hỏi liên quan đến bóng rổ thì hãy nhớ comment ở phía dưới cho mình. Mình sẽ nhanh chóng trả lời. Rất là xin lỗi anh em, nhiều anh em dạo gần này là comment hỏi thăm mình rất là nhiều nha. Mình không trả lời được vì cái này chắc không phải do ốm ấy, mà do đau răng rồi. Ta do mình lười đấy. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Bye.